Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha anh em. Trước khi vào cái video thì mình xin thành thật xin lỗi tất cả anh em vì một cái live event hôm qua thì nó gặp sự cố khá bất ngờ anh em. Sự cố là mất điện liên tục và một cái event diễn ra không có được là trọn vẹn. Nên mình sẽ dời cái event lại tổ chức cho anh em. Chứ nữa mình sẽ xin ý kiến của tất cả anh em rồi sẽ tổ chức ra một cái event cho nó tốt nhất có thể nha anh em. Mình đang lưỡng lự phân vân là một cái event chạy đua ở map Logenkia và một cái event trốn tìm. Nếu mà nằm ở chế độ chạy đua thì đường truyền của anh em người yếu người mạnh và máy khỏe máy yếu nữa thì nó cũng không có phần công bằng, chỉ có trốn tìm là công bằng nhất. Chứ nữa mình sẽ xin ý kiến của anh em rồi tổ chức ra một cái event nha. Yes. Trước khi vào trong một cái con game là EGA of Logenkia thì anh em hãy nhập cho mình một cái mã code ngay thời điểm hiện tại ở trên cái video này luôn, là một cái code đó là EGA Sun, viết hoa hết cho mình nha anh em. Khi mà các anh em nhận được thì các anh em sẽ có được một cái bùa thiên sứ nè, 24 giờ bùa HP, bùa mana, kèm theo đó là một con đại quỷ nha, chứ không phải là một con gấu đâu. Thì ở ngoài màn hình các anh em nhìn thẳng vô thì các anh em thấy cái lượng đam của con sum này nó cực kỳ to. Khi mà nó ở chế độ max pin nó lên gần 170k, đâm thường của nó cũng là 70 mấy rồi 120 mấy k, 69k, 61. Quả thật là cái con sum này so ở thời điểm hiện tại cái lượng đam của nó cho ra rất là tốt. Đấy các anh em thấy không, 148k khi max pin cái đam hoàn hảo. Và khi cái đam tuyệt vời của nó lên cũng không hề thua kém nha. Đam thường á, thì các anh em thấy là 7k, 10k, 74k, 60k. Đam thường nó cũng rất là to, đam hoàn hảo cũng rất là to. Thì hôm nay mình sẽ vào trong đây sau một cái bản điểm và nối dời một hai bộ đồ. Một cái bộ đồ cài gen là cộng sao và một bộ đồ DBK là cộng ra sao. Và cái bản điểm master là bản điểm chung nha anh em. Vào trong đây thì mình sẽ cho anh em xem một cái điểm bon của em ấy và phân tích luôn cái điểm bon của cái con sum. Con sum hiện tại mình cộng là STG đủ mặc đồ, nhanh nhẹn là mình cộng 5k. Vì sao? Vì nhanh nhẹn của mình 5k để lấy một cái lượng thủ. Vì đồ của mình chỉ là một cái món đồ cộng 6, nó không có lượng HP quá cao và không có lượng thủ quá cao. Nên vì vậy chúng ta phải cộng vào trong đó là từ 5k để mình lên map. Một cái map của mình chống chịu nó mới nổi. Nếu anh em cộng 3k các anh em cũng bị tuột HP, các anh em cộng 4k cũng bị tuột HP. Tại vì mình đã có test rồi, các anh em để ở chế độ 5k là nó ok nhất. Còn nếu mà các anh em ở chế độ đồ cấp 9, các anh em có thể cộng từ 3k tới 3k5. Đó là mình sẽ chia sẻ cho anh em. Các anh em canh làm sao cho cái lượng tốc độ của mình là nó vừa đủ mắt. Chơi theo chế độ là đồ cộng 9, còn đồ cộng 6, cộng 7 thì các anh em cộng cho mình 5k vào cái vào nhanh nhẹn thì các anh em sẽ đi full map được bình thường nha. Năng lượng thì còn bao nhiêu các anh em cứ cộng hết vào trong đây thì nó farm rất là tốt, đam nó rất là to. Ở ngoài màn hình thì các anh em đã thấy nè. Và đây là một bộ đồ để mà đi cài gen nha anh em. Một bộ đồ này đi cài gen đây. Toàn bộ là đồ gen cộng 6 thôi. Qua cái điều quan trọng nữa mình cho anh em xem và biết luôn là ở đây sẽ có một cái bảng master cộng cho con sum như gì đây. Master con sum các anh em nhìn qua bên đây nha. Trên đây mình sẽ cộng thẳng xuống đây, các anh em nhìn đây, mình sẽ cộng cái cột bìa của cái tab C, mình cộng thẳng xuống và qua bên đây cũng y chang vậy luôn. Mình sẽ bỏ cái cột này và mình sẽ tạt qua bên làm chí mạng hoàn hảo, sát thương nhân đôi và lỗ bổ phòng thủ. Cũng không có ham hố lên là 20 quá nha anh em. Các anh em biết chi không, các anh em đừng có cộng mà như là 11, 15 hay gì hết. Các anh em cứ lấy chuẩn cho mình 10 trước đi, lấy chuẩn 10 trước rồi mình phân bố điều điểm ra để cho nó công thủ vẹn toàn. Đừng có đưa cho nó cao quá, đừng có nghiêng về một bản quá. Và ở đây là mình cộng bên đây, các anh em biết gì sao mà cộng bên đây cho 20 không? Vì nội tại của con sum là cái đam nó to nhưng mà HP với thủ nó cực kỳ mỏng, các anh em thấy không? Nó quật người ta như trái banh lông, nhưng mà người ta lại người ta chọt nó một cái là nó đã hẹo rồi. Nó không có cái lượng thủ để chống chịu như những cái cờ lát khác. Nên vì vậy là các anh em cộng vô trong đây cho mình là 10 hoặc là 20. Thì ở đây là cái khả năng phòng thủ của mình cho nó cao nhất có thể. Khi mà khả năng phòng thủ xong á, các anh em cộng qua phần SD nè, phòng thủ nè. Và ở đây cũng là một cái mục thủ nữa. Khi mà còn điểm thì các anh em cộng vào trong điểm này cho mình là cái điểm là tấn công xuất sắc. Tấn công xuất sắc là cái đam mà màu xanh dương anh em. Rồi tấn công hoàn hảo là màu xanh lá cây. Thì ở đây cho chúng ta cái lượng đam nó lên đặng cho nó đỡ mid nha. Và có hai cái cách cộng điểm mà nó đi theo ngược chiều và trái chiều. Một số anh em bờ gồ nói con sum thì đừng có cho nó lên cái tốc cao quá. Một số anh em nói là lên tốc cao quá nó quánh lia quánh lẹ rồi nó mid hoài. Một số anh em nói để cái tốc thấp quá nó không có đánh được nên nó bị mid. Thì cái đó là anh em nào chơi bờ gồ của sum anh em có thể là comment góp ý giúp mình nha.
Còn theo mình đó là mình chỉ cộng theo để mình đi theo cái map thôi anh em. Ví dụ hiện tại mình đi map cấp của một cái map thì mình cộng làm sao cho nó là cân đo đong đếm thủ trên đó được, lượng HP trên đó dày và farm trên đó tốt là được. Còn khi mà vào BK thì mình sẽ có một cái cách cộng khác nhau, chứ không phải là cộng một hướng một đi farm và dành đi vô BK luôn. Còn ở trong live á, mình cộng cái con DK, mình cộng farm rồi mình lên mình BK luôn anh em. Mình lười sửa lắm anh em, đi vô trong đó tẩy tới tẩy lui nữa, gặp là phan đại đây anh em. Nhưng mà cái ý định của mình sửa á, mình đã có test hàng ngày, mình không có lên live á, mình gặp là mình test với anh em á là mình đã có cộng nha, cộng lại nó khác bọt rất nhiều anh em. Mình đã vậy là mình vô mình phan với anh em luôn. Đa phần ở trong cái gui á thì cũng toàn anh em ngang với nhau, mà có không có ai mà quá mạnh, chỉ có một số anh em thì nó quá mạnh thôi, còn đa phần là ngang với nhau. Sum ngay thời điểm hiện tại thì anh em lấy sum đi event rất là nhiều, đi farm, đi cài ngọc, đi cài boss đồ rất là tốt. Còn đi BK thì nhà nhà đắt kim, người người đắt kim. Còn mà Magic, Red White với GF á thì dần dần bị quên lãng hết. Thứ nhất là GF bị quên lãng rất là sâu, đồ của nó bị giảm giá rất là nhiều luôn. Nhưng cái đó là cái tin vui của mình nha, mình chờ nó giảm giá thêm một thời gian nữa là mình sẽ ginh về một cây rồi mình review tiếp cho anh em. Chắn là sẽ ginh về một cây nha anh em. Kế tiếp đó là cái con MG và cái con Nightwing. Tuy là cái con MG nó hơn cấp người ta, đồ nó nhích nhỉ hơn người ta, nó vào làm sao nó phải one hit được nha, nó không one hit được là nó không có cò nhây với con Nightwing được. Và cái đó là con Nightwing, con Nightwing cũng vậy luôn. Con Nightwing ở trong một cái đấu trường thì nó solo cũng khá là tốt, nhưng mà đi theo đội, đi theo team thì con Nightwing nó không có tỏ ra quá nguy hiểm được. Đi theo đội theo team thì nó bị thằng này bọc tay, nó bị thằng kia lên gối thì nó cũng không có chống chịu được. Khi mà vào đấu trường thì nó cũng một phần nào đó là nó ok, tại vì nó có một cái là mana shield nè, nó có một cái là nội tại thủ châu, và đam của nó thì cũng không có quá khác biệt hơn những con khác. Đam của nó nằm ở chế độ là tầm trung thôi chứ không có được to. Nếu xét về ngay thời điểm mà cái đam to nhất bây giờ chỉ có là cái con DK là cái đam to nhất bây giờ thôi. Đi vô kit bot cực kỳ tốt, cứ chọt gió liên tục, không con bot nào chịu nổi và chả anh em nào cũng chịu nổi luôn. Đồ ngang với nhau thôi mà nó chọt thằng kia chịu không nổi, phải vừa la vừa chạy anh em. Nhiều khi gớt đôi dép rồi không dám quay lại lụm luôn. Hiện tại thì mình đang treo ở một cái map Kanturu, thì anh em nào có treo thì lên trên đây. Lúc nào mình cũng để là một cái tên là Long Băng, mật khẩu là 4 số 1, để anh em trong đó là có một cái mặc định, khi mà muốn BT thì vào trong đây BT cho nó dễ nha anh em. Chừng nữa mình sẽ có một cái clip đi sự kiện khác cho anh em xem và biết luôn là cái sự kiện nó sẽ như thế nào, để vào trong đây cho anh em xem và tham khảo góp ý nha. Sự kiện đó là mình sẽ đi một cái BC4. BC4 nghe đâu đó đồn á là sẽ có cái boss 4, boss 5 gì đó anh em, và khi boss đó quăng ra là sẽ có ngọc dung luyện. Thì hiện tại mình đang kiếm ngọc dung luyện để mà mình lên cái bộ công cụ của mình, còn gọi là một cặp kiếm. Cặp kiếm này mình cũng không có muốn lên cho nó quá cao, mình lên tầm khoảng là cặp kiếm 5 sao là được rồi anh em. Tại vì 6 sao thì cũng không có đủ liver, mà 6 sao thì cũng cực kỳ là đắt đỏ, nên mình chỉ muốn lên là 5 sao thôi. Nhưng mà cái con đường 5 sao nó cũng chưa có bế tới nữa, tại vì còn một cây 4, một cây 3 thôi. Chừng nào lên cho nó đều hết mà hai cây 4 rồi lên hai cây 5 là nó sẽ đều nha anh em. Anh em nào mà cày chay thì có thể là từ từ thôi, không cần phải vội quá vội đâu. Và cái video chia sẻ của mình về một cái con sum mà anh em đã yêu cầu, mà cái cách cộng điểm thì nó cũng không có quá cao sang. Cách cộng điểm các anh em cộng ở là 3k tới 5k cho một cái đồ cộng 6 và cái đồ cộng 9. Cộng 9 anh em cộng là cho mình 3k, và cộng 6 thì anh em cộng cho mình là 5k. Dạo anh ghi còn bao nhiêu dồn hết vào cái đâm chỉnh của nó lẹ nè. Còn master các anh em cứ việc chia đều cột ra cái tab C trước của quay là cái tab thủ, tab chính giữa đừng có cộng gấp. Nếu mà còn dư điểm thì chỉ cộng 10 điểm gold đầu tiên, lấy cái điểm xuất sắc cho mình thôi. Còn cái điểm hoàn hảo thì ở bên cái tab C là mình đã có, công cụ là mình đã có rồi anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.